Bây giờ mình đang ở trên đỉnh núi Cấm nha các bạn, ở chỗ chùa Phật lớn đó các bạn. Còn đây là quang cảnh xung quanh nè, cực kỳ đẹp luôn. Còn khu vực hồ này thì cá rất là đông, người ta sẽ mua thức ăn thảy xuống cho cá ăn nè, cá rất là nhiều đó các bạn. Mình sẽ đi theo lối này, đi thẳng xung quanh khu vực hồ này thì sẽ bán đồ ăn thức uống rất là nhiều, và kế đó là những cái mặt hàng mà đồ lưu niệm đó các bạn, rất là nhiều ha. Trên này thì ai cũng phải đeo khẩu trang hết á, mình cũng không ngoại lệ, phải đeo khẩu trang luôn cho nó an toàn. Đây là có bày bán nón nè, quầy lưu niệm nè, nhiều lắm. Hai mẹ con lại tấp vô một cái quầy lựa lựa nữa rồi. Đây, không khi nào đi ăn đây mà thoát khỏi được cái con quầy này đó các bạn. Còn thức ăn thì rất là nhiều nha. Siêu nhỏ luôn, siêu nhỏ. Rồi, ok. Ăn xoài thôi các bạn. Một bịch là 10 ngàn nha. Nè, cầm đi con, cho bạn ké miếng trước đi. Ôi mẹ nha, mà ăn đường không mỡ là giống như Đây, ăn xoài nha các bạn, tuyệt vời. Lúc trước á, khu vực này á không đẹp được vậy đâu, tức là lộ đất đi thôi. Bây giờ người ta mới tráng xi măng và làm cái hàng rào thế này. Phía bên đó là mình sẽ chút nữa mình sẽ lên đó chơi tham quan luôn các bạn. Khung cảnh thì rất tuyệt vời luôn, nhưng bạn nào lên đây thì nên nhớ là chuẩn bị sẵn máy quay nha, chụp hình đẹp lắm. Các bạn xem nè, chút nữa mình sẽ kiếm cho bánh xèo. Bây giờ mình lên mình viếng ông Phật lớn các bạn, đó này. Theo mình được biết thì đây là cây hoa sim đó các bạn, hoa sim nha. Bây giờ mình sẽ tiến qua bên chỗ tượng Phật lớn. Thì chính xác đây là những cây sim nha các bạn. Mình mới vừa hỏi một chú lòng vườn ở đây, những đầu hoa sim đó là cây sim này đây. Các bạn thấy trước mắt nè, một màu sim tím rất đẹp. Còn kia sẽ là tượng Phật lớn. Đây, tới rồi. Ông rất là to lớn nha.
Ông rất là lớn nha các bạn. Đấy. Từ đằng xa là có thể nhìn thấy ông rồi. Chụp nhanh nhanh đi, để mình còn rửa nữa, mình đi về xuống dưới còn nhiều nơi. Đây, vô đi, vô đi. Ở trong mua nè, đây. Đó, đây khác à. Ở đây, ở chung là đi nhớ mà chung á. Ừ, rồi. Mấy con này đúng rồi, đúng rồi. Sao bây giờ, giờ chung với anh này cũng đi. Thầy ơi, chị rửa thầy ơi. Đúng rồi. Sau khi mình vào thắp nhang lễ Phật, bây giờ mình sẽ tiến ra ngoài và mình đi tìm chỗ để mình nghỉ chân các bạn. Rất là nhiều nha các bạn. Thì những gian hàng này bày bán là bánh xèo là chính và rất là nhiều rau rừng ở đây. Toàn là rau tươi không. Song song đó là cũng có những quầy bán đồ lưu niệm, rồi nón nè, nhiều lắm. Mình sẽ tiếp tục đi vòng theo cái bờ hồ vào phía bên kia. Mình nghe nói ở đây là chưa phải là đỉnh đâu, mà còn leo lên nữa đó các bạn. Nhưng mình chưa từng đi bao giờ. Bây giờ mình sẽ đi dọc theo cái bờ hồ này. Rất là rộng. Chỗ cái tháp đó đó các bạn, là mình sẽ tiếp tục tham quan ở đó. Bây giờ mình tìm chỗ mình ăn uống cái đã. Đây là cái tòa tháp, các bạn thấy có người trên đó không? À, mình sẽ leo lên đó. Nó hình như là 9 tầng đó các bạn. 9 tầng tháp. Đẹp lắm nha. Mình lại gần đi, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ ghé vào mình nghỉ ngơi, ăn uống các bạn ơi. Xe nha, xe. Từ từ. Ở đây mình có gì chị? Bánh xèo với có gì nữa không? Cơm mì hủ tiếu đầy đủ luôn. Rau tươi không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào ngồi. Em ăn cái gì? Mình sẽ gọi bún cá, còn bà xã mình thì ăn bún bánh xèo. Có rồi, quay từ ngoài bên kia luôn á, từ dưới đó đi lên là quay rồi. Ở đây sẽ có nhà nghỉ, sẽ có nhà nghỉ đó nha các bạn. À, năm sau mình sẽ nghỉ trên này quá, nghỉ trên này thì nó vui hơn. Dạ. Bây
giờ á mình sẽ ăn bún cá nha các bạn. Bún cá nhìn thôi là thấy ngon rồi. À, cá lóc có rau gầm nữa nè các bạn. Bà xã mà đang bánh xèo thì sẽ ngồi đợi người ta chiên. Bây giờ người ta đang đi quay bột rồi, quay bột rồi hắn mở rồi chiên được. Còn mình đang ở đây thì nhanh hơn. Khoảng chừng đi chợ mua gạo luôn á, đang trà lúa mua gạo. Rau gầm có mở nổi nè các bạn. Chanh nè, con chanh thì chanh ớt nè. Còn cái này là cái gì ha, mắm quá mềm quá hả. Cái này là me nè. Me đó các bạn, me rồi ớt nè. Thử miếng xem. Đi từ sáng tới giờ 2 tiếng mấy đồng hồ giờ mới được ăn đó các bạn, mới chính thức là được ăn. Còn uống nè, giá nè. Bún ở đây á, bún rất là nhỏ. Bánh xèo không có nè. Đây bánh xèo đó các bạn. Mới vừa chiên ra luôn nha, nóng hổi. Hai cái. Đây. Còn rau gừng thì nhiều lắm. Các bạn nào mà đủ ăn rau sống thì lên đây thì chín bánh luôn. Bún ở đây thì nhỏ xíu như thế này nè. Cái cọng nó cực kỳ nhỏ luôn. Ở miền Tây mình á, chỗ mình ăn á thì bún to hơn. Mình đi dài dài khu vực An Giang á thì chỗ nào cũng vậy, bún nhỏ thế này nè. Tính là không ăn ớt nhưng mà cái ớt thì không nổi quá. Ăn chút ớt thôi các bạn, chút ớt thôi, nó cay cay dễ ăn. Chôn cái bún xèo. Ủa, mèo ăn bún không em? Cá lửa hả? Rồi, nhìn bộ rau nè. Xà lách nè. Cái này là cải xanh nè. Còn những cái rau này là mình cua là mình không biết nè. Cái này là tía tô nè em. Cái này hình như là lá tía tô nè. Ha. Rồi rau này mình không biết nè. Đinh lăng hả? Đinh lăng, à đinh lăng đúng rồi, đúng rồi. Đinh lăng này là cái lá to rồi. Đây nữa nè. Cái này là lá gì cô? Cái đó lá lốt. Lá lốt. Cái này thì mình được ăn rồi. Lá lốt nha. Cái này là tía tô nè. Tía tô, còn cái này thì... Cái này con không biết nè. Cái này sao chứ? Không phải, cái này thì con lại. Nhiều loại rau lắm các bạn. Nhiều lắm. Hứa nữa nè. Dạ cái này là cái gì? Hứa ăn cho chua con thử rồi. À, nó chua chua. Chua không? Chua. Có chung với bánh xèo rồi ăn nó chua. Dạ. Còn nhiều thứ rau lắm. Lăng. Rồi bánh thấp. Cái này mới là đinh lăng nè con. Cái này mới đinh lăng nè em. Còn cái này không phải đinh lăng đâu. Cái này là khác nè. Đó kinh thách quá. Dạ, chân thấp. Dạ. Có cái lá hồng ngọc. Đó.
chung là cả trăm cứ rau á, còn mà rau mà tự nhiên á rất là chất lượng. Ở dọc đường lúc mà là mình leo núi á cũng bán rau bánh xèo y chang vậy nè, nhiều lắm. Mình ăn bún tiếp nha. Bây giờ mình sẽ rời quán Thác Bạc, mình tiếp tục nữa các bạn. Thời điểm trước thì mình đi xích đẳng á mình mới ăn. Hôm nay mình ghé chỗ này ăn sớm hơn. Đây nè, chỗ này là mình đi trên cái tháp lúc nãy mình nói nè. Chùa Vạn Linh nha. Chùa Vạn Linh. Lối đi vào rất là đẹp, hai bên đều có những cái tùng. Còn phía trước mặt mình sẽ là cái tòa tháp, mình sẽ chinh phục 9 tầng nha các bạn. Đây, mình lên tới trên đỉnh, trên này. Còn đây là những cái cây người ta gọi là cây nanh hổ hay móng hổ gì đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành chinh phục ngọn tháp này nha, gồm có 9 tầng. Bên đây mình sẽ đi dép bên ngoài nha các bạn. Đây sẽ là nóc đầu tiên nha các bạn. Nóc đầu tiên nha. Trên nhìn xuống nè. Đây mình đã xong một cái nóc đầu tiên. Thì cứ đến một nóc á mình sẽ đi vào đây để mình lễ Phật. Đây nha. Tiếp tục là nấc thứ hai nha các bạn, tầng thứ hai. Cứ như thế 9 tầng đó các bạn. Đây rồi. Mỗi một tầng là một vị Phật khác nhau. Mình đang ở tầng thứ tư nữa các bạn. Phía bên đó sẽ là chùa Vạn Linh nha. Ở khu vực trên lầu á sẽ là nơi mình vào mình viếng Phật. Đó. Bây giờ mình lại tiếp tục lên tới tầng thứ 5. Bây giờ là tầng thứ 5, đúng không em? Thứ 6 hả? Thì là thứ 5 đó, thứ 6. Mới tầng thứ 6 đó các bạn. Còn xem khung cảnh nè. Cực kỳ đẹp. Mình đang trên tầng thứ 7, cũng là tầng cuối rồi các bạn. Còn nữa nhưng mà không lên được. Mình chỉ ở đây thôi. Và từ trên này á, nhìn xuống thì rất là đẹp. Còn tượng Phật lớn thì phía bên này. Rất đẹp nha. Từ trên này nhìn xuống phải là cực kỳ đẹp luôn. Phía bên này á, là chùa Vạn Linh. Thì ở trên lầu này nè các bạn, là cái chỗ mình vào mình viếng Phật. Mà các bạn biết không, ở trong đó sẽ có một bức tượng Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, cao lên tới đỉnh luôn đó các bạn. Rất là cao, lên trên đó luôn. Nhìn lên là muốn choáng đó các bạn. Thì nhưng mà trong đó thì không có cho quay phim chụp hình, cho nên có lẽ mình sẽ không ghi hình ở đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống nữa nha. Bây giờ mình sẽ trở ra và mình đi cáp treo xuống. Chứ bây giờ mình mà lội xuống nữa thì về không kịp. Bây giờ đã 11 giờ rưỡi rồi đó các bạn. Đây là khu vực để mình đến mình mua vé đi cáp treo nha. Năm trước mình đi á là khu vực này là đông nghẹt người, phải bốc số đó các bạn, bắt số luôn vì nó quá đông. Còn năm nay thì vì vấn đề dịch cho nên là đã giảm bớt rất là nhiều.
Đây mình sẽ lên hướng này. Qua đó mua vé luôn đi em. Nè, lối lên cáp treo nè. Mình sẽ mua vé ở đây luôn nha. Chiều xuống là 100.000 đồng người lớn, trẻ em là 50.000 đồng. Mua đây luôn đi em. Một vé cho em nữa. Ba vé là 250.000. 250.000 nha. Ba người. Hôm nay may mắn là không có quá đông, cho nên là vào là đi luôn chứ không có chờ. Đây, cứ vào đây nha. Tới đây là tăng tốc nè các bạn, là tăng tốc nha, du đi liền. Lúc này là rất chậm, đóng cửa rồi nè các bạn, bây giờ đóng cửa rồi đó, bắt đầu tăng tốc nè đó. Ồ, tại vì thấy nó chống ở dưới, thấy hơi hơi sợ đúng không? Nói chung là từ trên này ngắm á thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Các bạn xem nè. À, lúc nãy tụi mình đi á, dội bộ á là cũng dưới cái chân cáp treo này nè các bạn. Cái chiều lên á mình thấy cũng không có bao nhiêu người, nói chung là đã giảm bớt khách khá là nhiều. Đây mình vừa từ ở đó rời xuống. No. Nè có người nè các bạn. Nhìn xuống nè, đẹp lắm. Bạc ngàn ở dưới luôn. Những khi mà đông khách á, thì một cái trụ thế này có thể là chứa khoảng chừng 7-8 người khoảng đó. Còn phía dưới các bạn thấy là cái hồ mà mình nói lúc mình leo lên á, là có một cái đập để ngăn, đây là cái nước mình nghĩ là chắc để sử dụng trên này đó các bạn. Đó các bạn thấy cái hồ phía dưới đó không? Hồ Thanh Long, nước trong vắt đó các bạn. Đây ủ này khá là đông người, 7 người. Đây cũng vậy luôn, rất là đông người nha.
giờ này mà lên cáp á thì một á, là xuống cáp trở lại, còn hai là phá ở đêm. Vì nếu bây giờ lên đây rồi mà lò bổ xuống thì chơi nữa rồi lò bổ xuống thì không kịp, trễ lắm. Nước hồ cực kỳ trong đó, mình nhìn bên đó có thể thấy được cái đường mòn mình đi lúc nãy đó các bạn. Mình thấy người đi luôn kìa, mình thấy cái một người gánh hàng đang đi bên đó luôn đó. Còn đây là cái hồ lúc nãy mình nói nè, cái đập nè, mình đi ngang cái đập này rồi mình đi theo cái đường mòn đó các bạn thấy không, đi theo đường đó đi lên núi. Thì như mình nói lúc đầu á, tới cái khoảng này á là mình không còn thấy mệt nữa các bạn, đi thoải mái luôn. Với lại là cái dốc làm như là không còn cao nữa đó, nó lài cho nên mình đi thoải mái lắm. Chút tới cái trụ trước mình cho qua xem cái trụ. Đây cái hồ này trong vắt đó, mình sẽ đi ngang cái chỗ đó đó các bạn, cái ngôi nhà màu đỏ đỏ đó, mình sẽ đi ngang đó đó. Rồi mình đi theo men theo cái chỗ này đó, có đường đi nè các bạn, thấy rõ luôn. Nè cái trụ này, mình sẽ cho các bạn xem cái trụ nha. Từ đây xuống dưới chân núi cỡ khoảng chừng 15 phút khoảng đó. Ai mà sợ độ cao thì không nên nhìn xuống dưới, cao lắm. Phía bên đó cũng là một cái núi đó các bạn, còn xa xa là cánh đồng, giống như là sương mù nó cứ mờ mờ ảo ảo các bạn. Đẹp chưa, cái view này đẹp quá nè đó. Phía dưới là nhà nè đó, lối đi đó các bạn thấy rõ luôn, thấy rõ đó đi luôn, từng bậc thang kìa, có người đi lên kìa các bạn thấy không đó. Giờ này có người đang lội lên đó các bạn, giờ này lội lên thì chỉ có nước là ở đây ban đêm. Năm tới mình sẽ ở đây ban đêm các bạn, ở trên núi thì ban đêm nó sẽ vui hơn là ở dưới này, còn không thì là mình ở bên núi Sam luôn, ở núi Bà đó các bạn, mình ban đêm nó rất là đông, rất là vui, tại vì khách đông nè, rồi người ta bán hàng hóa nhiều đó, vui lắm luôn. Giấc này mà mình thấy còn lên quá nhiều đó các bạn, nãy giờ là liên tục, tức là cái trụ nào cũng đông người hết. Giờ này lên thì chắc có lẽ là người ta sẽ ở đêm đó các bạn. Các bạn biết không, mình hỏi có nhiều gia đình đó là ở tới mấy ngày luôn á, tức là ăn ngủ trên này luôn, giặt đồ trên này luôn, phơi đồ giặt đồ, không chừng là có mang theo nồi đi xong chảo nó ăn luôn á các bạn. Thật là hùng vĩ. Giờ này mà còn lên xa, lên nhiều quá nè, mà còn xa đó các bạn, khúc này nó thòng xuống nè, xuống tới chân núi rồi đó, nó thòng xuống nè. Mình tới cái ga rồi, mình sẽ lội bộ ngược trở lại đây nè các bạn, đi theo đường này lội ngược trở lại để mình là cái chỗ mình ở trọ bên đó, nhà trọ Xuân Hoàng ha, phải là bộ một khúc đó đó. Đây cái dốc này, còn những bạn nào mà không có đi bộ mà muốn đi cáp luôn á thì mình từ khu vực mà núi xa đi qua núi Cấm á thì mình sẽ gặp trước là cái khu vực đi qua cáp treo nè, mình qua đó trước. Còn nếu mà các bạn muốn lội bộ á thì bỏ qua chỗ đó, đi tới luôn thì sẽ có một khu vực nữa để đi quẹo vào là mình đi bộ, và tới đó mình sẽ mua vé. Các bạn nhớ là giữ vé lại cho mình nha, để khi leo núi á là có chỗ kiểm soát, mình có quay cho các bạn xem đó. Ở đây nè các bạn, đây chuẩn bị nó sẽ thắng lại ở đây rồi mình sẽ đi ra nha.
Rồi, chuẩn bị đi ra kìa. Cửa mở. Có một cô nhân viên đứng chờ. Đi ra con, đi ra. Rồi, ok. Rất là đông vui nha. Ở đây thì vẫn có nhà vệ sinh cho các bạn, cũng như là đồ lưu niệm.